Hi, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Thế giới cây giống chi nhánh các bạn. Hôm nay Thế giới chi nhánh các bạn có về một lô bưởi da xanh. Cây rất là đẹp các mọi người. Lá xanh mướt, không bệnh. Hiện tại cây đang sinh trưởng phát triển rất là mạnh. Hiện tại chiều cao của cây là khoảng 8 tấc. Cây đang vô bầu nha mọi người. Hiện tại rễ đã rất là nhiều trong bầu rồi, nên mọi người mua về là có thể trồng liền được ngay. Lô bưởi này rất là đều cây nha mọi người. Nếu mọi người có nhu cầu tìm mua giống bưởi da xanh này hoặc cần tư vấn hỗ trợ, mọi người liên hệ đến số điện thoại 0824664499 để được tư vấn hỗ trợ. Hiện tại hệ thống chi nhánh các bạn cũng nhận giao hàng toàn quốc nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video và hẹn gặp lại mọi người ạ.